Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần thời sự cuối tuần ngày hôm nay thì vẫn nhắc lại tạp chí Quốc phòng, một tạp chí Quốc phòng đầu tiên của người Việt hải ngoại và cũng là sản phẩm đầu tay của TNP, chuyên đăng về tất cả các cái biến động ở Á châu Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương, những biến động tại đây, những cuộc đối đầu hoặc là những cái cuộc tập trận tại đây. Quý vị nào muốn lưu trữ lại các tập tài liệu quan trọng màu và chi tiết đầy đủ thì quý vị có thể liên lạc với Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com để biết thêm chi tiết về cuốn tạp chí quốc phòng này mong là quý vị sẽ ủng hộ mạnh cho cuốn tạp chí quốc phòng của chúng ta cảm ơn tất cả mọi người và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi sáng của chúng ta đầu tiên hết là Syria đã cho mở thêm hai cái cửa biên giới băng ngang qua khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ để mà hỗ trợ cho vấn đề nạn nhân của trận động đất. Tin từ Damascus cho biết thì chính quyền Syria đã đồng ý là sẽ gia tăng thêm 3 tháng nữa cho ít nhất là hai cái cửa biên giới đã được băng qua bên thổ nhĩ kỳ à, vào cái khu vực được xem là do phía phím quân kiểm soát ở tây bắc để có thể giúp cho các nạn nhân của trận động đất chính quyền của syria và các viên chức của liên quốc đã đưa ra ngày thứ bảy tổng thống syria là ông bashar al assad đồng ý là sẽ mở cửa biên giới ở khu vực Bad Al Salami và Andre à, thêm 3 tháng nữa và cho phép các cái uh, khu vực này có thể cho các nhân viên cứu trợ đi ra vào ở tỉnh Indep trong vòng uh, một tuần lễ sau ngày 6 tây tháng 1 kể từ khi mà có cái cuộc trận động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và phía bắc của Syria. Trận động đất này đã khiến trên 50 người bị uh, 50.000 người bị thiệt mạng, bao gồm luôn 6.000 người ở Syria theo tường trình của Liên Quốc và được xem là một cái uh, trận động đốc gây ra thảm kịch khiến cho hàng trăm ngàn người đã phải di chuyển và rời khỏi chỗ này tiếp theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc và chấm dứt cái việc mà gọi là thảo luận thì ngoại trưởng của Syria là sao Medad đã lên tiếng và cho biết là đã có cuộc nói chuyện với lại người phụ tá của tổng thư ký là Martin Griffith để quyết định là chính quyền Syria cho phép Liên Quốc vẫn tiếp tục sử dụng hai cửa biên giới này à, thêm 3 tháng nữa theo tường trình của Eddie Kaneko được xem là phát ngôn viên của văn phòng à, của Liên Quốc đặc trách về hỗ trợ của người nhân đạo đã cho đã cho biết như trên và đại sứ của Syria tại Liên Hợp Quốc đã lên tiếng và nói rằng là đây là một trong những cái quyết định mà Syria đồng ý là để ổn định và cải thiện cái cuộc sống và trong tinh thần nhân đạo ở điều kiện của người Syria. Đây được xem là một trong những cái thảo luận mới nhất và sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, của Thổ Nhĩ Kỳ và của Syria nhằm hỗ trợ cho các nạn nhân động đất tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thống của Ukraine lên tiếng và, và nói rằng các cuộc tổng phản công của Ukraine sẽ không tấn công vào lãnh thổ của Nga. Bản tin từ Berlin cho biết thì Tổng thống Zelensky của Ukraine trong ngày Chủ nhật nói rằng quốc gia của ông đang chuẩn bị có cuộc tổng phản công để giải phóng các khu vực bị chiếm đóng của Nga, tuy nhiên sẽ không tấn công vào lãnh thổ của Nga phát biểu trong cuộc họp báo với thủ tướng của Đức là ông Olaf Scholz. à, tại Berlin, thì ông Zelensky cho biết là Ukraine mục tiêu là giải phóng lãnh thổ của họ à, được sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế trong vấn đề biên giới và tờ Washington Post chỉ ra cho thấy tập tài liệu đã không được à, công công bố ra bên ngoài trong đó dựa theo cái tin tức tình báo của Hoa Kỳ được tiết lộ thì ông Zelensky đang duyệt xét việc chiếm đóng lại những vùng đất mà Nga đã cho sát nhập trước đây à, và trong đó để sử dụng để làm cái à, lá bài thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến à, thực hiện bởi Moscow từ tháng 2 năm 2022 và đây có thể sẽ cho ông ta và các chính quyền Tây Phương đoan chắc rằng vũ khí mà họ cung cấp là của à, khối Tây Phương cũng như là của NATO cho phía của Ukraine là sẽ không nhằm mục đích tấn công vào nước Nga. Khi được hỏi bởi các thông tin viên, thì ông Zelensky trả lời: Chúng tôi không tấn công vào lãnh thổ của Nga. Chúng tôi chỉ giải phóng những phần lãnh thổ của chúng tôi và chúng tôi chưa bao giờ có ý định là tấn công vào nước Nga. Đó là lời phát biểu công và chúng tôi cũng không có đủ vũ khí để làm điều này và có thể làm điều này và chúng tôi chuẩn bị là mở cuộc tổng phản công cho cuộc chiếm đóng bất hợp pháp trên các cái uh, khu vực của chúng tôi, đặc biệt là cái uh, dựa trên các bản hiến pháp của chúng tôi về vấn đề biên giới và được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Đây là lời phát biểu của ông Zelensky đã đưa ra. Vì tổng thống của uh, Ukraine đang viếng thăm các quốc gia đã được xem là đồng minh của Ukraine để giúp cho quốc gia này có cuộc đối đầu trong cuộc xâm lăng của Nga và tìm kiếm nguồn ngân quỹ để tái xây dựng Ukraine sau khi mà nó đã bị phá hủy hơn một năm cuộc chiến này xảy ra. Đây được xem là cuộc à, ghé chuyến ghé quan trọng của ông Zelensky tới các quốc gia đồng minh của Ukraine tại Âu Châu. Cùng một lượt thì ông đã lên tiếng gọi Đức là một người bạn thật sự sau khi mà tuyên bố tổng phản công. Trong lời phát biểu vào ngày Chủ nhật, ông gọi nước Đức là một người bạn rất thật sự và là một à, đồng minh có thể tin tưởng được đối với quốc gia của ông trong cuộc chiến chống lại Nga. Giữa lúc mà phía Berlin à, loan báo hàng loạt các cái gói à, cứu trợ quân sự cho Kiev trong lúc mà ông viếng thăm quốc gia được xem là lớn nhất của Liên hiệp Âu Châu. Ông Zelensky đã bay tới Đức tiếp theo sau cuộc gặp ở tại Rome với lại à, lãnh đạo của Ý và Đức giáo hoàng và diễn ra giữa lúc mà Kiev đang chuẩn bị là sẽ có một cái chiến dịch tổng phản công. À, hầu hết các thách thức ở khu vực à, trong cái lịch sử cận đại của Ukraine, Đức là đã cung cấp cho chúng tôi một uh, cái uh, tình bằng hữu thật sự và là một đồng minh thật sự và họ đã đứng bên cạnh người dân của Ukraine để chống lại và sự xâm lăng và tìm uh, bảo vệ quyền tự do và giá trị dân chủ của chúng tôi. Ông đã viết ở trên cái uh, Twitter như trên và cùng một lượt chúng ta sẽ mang hòa bình lại Âu Châu. Ông nói thêm và trước khi mà ông đã bước vào cuộc đối thoại với lại uh, tổng thống của Đức là Frank Walter uh, Steinmeier và lực lượng của Ukraine đã được huấn luyện và đang chuẩn bị có cuộc tổng phản công lớn ở tại lãnh thổ của Ukraine để tái chiếm lại những khu vực mà Nga đã chiếm đóng trước đây. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, khối G7 và EU đang dự tính là sẽ ban cấm việc tái lập lại các ống dẫn khí đốt từ phía Nga. Bản tin mới nhất cho biết khối G7 và các quốc gia quyền lực của nền dân chủ trên thế giới và liên hiệp Âu Châu sẽ ban lệnh cấm tái lập lại cái ống dẫn khí đốt nhập cảng từ phía Nga à, khi mà Nga đã cắt bỏ cái đường ống dẫn khí đốt này theo tường trình của tờ Financial Times đã đưa ra vào ngày chủ nhật chỉ ra cho thấy là đã có những cái cuộc đàm phán liên quan tới vấn đề này quyết định trên đã được quyết định bởi các lãnh đạo của khối G7 tại cái hội nghị thượng đỉnh ở tại Hiroshima vào ngày thứ sáu trong đó là sẽ đối phó với việc tái lập lại cái ống dẫn khí đốt từ phía Nga cho tới các quốc gia gồm có cả Ba Lan lẫn Đức nơi mà Moscow đã cắt cái việc cung cấp này vào năm ngoái sau khi mà có vụ nổ ống dẫn khí đốt Pipeline Nord Stream Pipeline ở trên cái vùng biển Baltic đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của khối G7 ngày hôm nay các nhà lãnh đạo tài chánh của khối G7 cam kết là sẽ kiểm soát về lạm phát gia tăng nguồn cung cấp tuy nhiên họ đã tránh không nhắc tới Trung Quốc bản tin từ nikata ở nhật bản cho biết thì các bộ trưởng tài chánh của nhóm nhóm g7 đã có sự đoàn kết vào ngày thứ bảy và ủng hộ mạnh mẽ cho ukraine cũng như là ban thêm lệnh cấm vận nhắm vào nga trong việc mà xâm lăng ukraine cũng như là của uh, họ không hề nhắc tới Trung Quốc. Các bộ trưởng tài chính và các uh, thống đốc ngân hàng trung ương đã chấm dứt 3 ngày đối thoại ở tại Niigata, Nhật Bản và đưa ra một bản statement chung trong đó cam kết là sẽ kiểm soát về vấn đề lạm phát cũng như là sẽ giúp các quốc gia nỗ lực trong vấn đề giải quyết các món nợ và bị uh, tăng cường cái hệ thống tài chính của họ. Các uh, bộ trưởng tài chính này cũng cam kết là sẽ cố cố gắng xây dựng thêm sự ổn định và nguồn cung cấp để mà à, phát triển các cái nguồn năng lượng sạch và cũng như sẽ thúc đẩy nền kinh tế trên toàn cầu chống lại tất cả những cái à, cú gọi là rung chuyển và khiến cho nền kinh tế toàn cầu bị à, thiệt hại và bản tách minh này đã không nhắc nhở gì tới cái tên của Trung Quốc về à, cái vấn đề gọi là bức hại kinh tế và theo đuổi các cái à, quan điểm về chính trị trong đó thì gần như là trừng phạt với những công ty nào hoặc những quốc gia nào mà có hành động à, gây nổi giận cho quốc gia khác và trong đó thì các cuộc đối thoại này à, dường như đã nhắm vào Bắc Kinh nhiều hơn. Tuy nhiên họ lại không nhắc tới tên của Trung Quốc trong cái bản thông cáo chung. Các lãnh đạo của Bộ Tài chánh đã đưa ra một cái cuộc thảo luận trong tuần này trước khi mà các lãnh đạo thực sự tức là các nguyên thủ quốc gia của khối G7 sẽ nhóm họp tại Hiroshima nơi mà ông Joe Biden sẽ có mặt trong đây và giải quyết giữa lúc mà ông đang đối diện với cơn khủng hoảng lại giải quyết cái nợ trần quốc gia có thể dẫn tới một tình trạng vỡ nợ cho toàn quốc và nó sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Bộ trưởng Tài chính của Nhật Bản là Sunuchi Suzuki trên bia cho biết rằng là Bộ trưởng Tài chánh bà Janet Yellen đã nhắc nhở tới việc à có một cái bữa ăn tối làm việc chung và đôi bên vẫn không cho biết thêm chi tiết về chuyện này và tại Nhật Bản thì bà Yellen lên tiếng cảnh cáo làm việc mà không tháo gỡ cái giới giới hạn nợ trần quốc gia để cho chính phủ có thể trả những cái hóa đơn có thể mang tới là một cái thảm kịch về kinh tế phá hủy hàng trăm ngàn việc làm và có thể sẽ ảnh hưởng tới cái này, hệ thống tài chính trên toàn cầu tuy nhiên thì lời phát biểu này của bà dường như là cũng không có tác động nhiều tới các bộ trưởng tài chính khác của khối G7. Khối G7 đã lên tiếng kêu gọi là phải bảo vệ cho cái căn bản về các cái quy tắc của quốc tế trước cái sự gọi là bất hại của những quốc gia lớn mà họ không nhắc tới tên của Trung Quốc. Đây được xem là cuộc họp khá quan trọng của khối G7 đã đưa ra trước khi mà có cái phiên họp của các lãnh đạo trong khối G7. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tân tổng giám đốc của công ty Twitter đã lên tiếng và nói rằng bà rất có hứng thú trong việc mà chuyển tiếp công ty Twitter là một người được bổ nhiệm làm tân tổng giám đốc của công ty Twitter bà Linda Giaccarino trong một cái tweet vào sáng thứ Bảy nói rằng bà rất là cảm ơn ông chủ là ông Elon Musk đã có một quan điểm và mang một cái tương lai sáng lạng và bà rất là cảm thấy thú vị khi mà giúp để chuyển cái công ty mạng hội này qua một cái tương lai khác à, lần đầu tiên bà Giaccarino đã phát biểu trước công chúng kể từ khi mà bản tin này đã bùng nổ vào ngày thứ Năm là bà sẽ được chọn trở thành tân tổng giám đốc mới của công ty Twitter và ông Musk người đã phục vụ trong vai trò tổng giám đốc kể từ khi mà ông mua công ty này với giá 44 tỷ Mỹ kim tháng 10 năm ngoái đã loan báo về việc bổ nhiệm bà à, giacarino vào ngày thứ sáu tôi đã từ lâu à, và đã thấy được cái quan điểm của ông Mertz trong cái việc mà tạo ra một tương lai sáng lạng và tôi rất là hứng thú để mà mang cái uh, quan điểm của ông vào trader và để uh, transform tức là để chuyển công ty này qua một cái uh, hình thức tốt hơn đó là lời phát biểu của bà giacarino đã đưa ra Bà này vốn là một à, lãnh đạo về ngành quảng cáo của công ty Comcast của hệ thống NBC Universal và bà đã làm việc nhiều năm trong cái vấn đề gọi là thương mại tân à, tân tiến nhất và bà nói rằng bà cam kết là tương lai của của, của Trader sẽ tốt hơn và sẽ sử dụng tất cả những cái à, phản hồi của à, tất cả những người sử dụng để xây dựng cái Trader và bà lên tiếng cho biết bà sẽ chính thức à, làm việc và cô cố gắng thúc đẩy cái nguồn lợi nhuận cho Trader trước những thách thức và đặc biệt là cái nặng nề của các món nợ. Kể từ khi mà ông Musk đã mua công ty Twitter thì các công ty quảng cáo đã rời khỏi cái mạng xã hội này sau khi họ có sự lo ngại và bị áp lực bởi giới cánh tả. Tuy nhiên thì ông Musk đã cho tái cấu trúc lại toàn bộ công ty Twitter và bắt đầu quân bình lại ngân sách. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu mới nhất của tân tổng giám đốc Jacarino, người sẽ điều hành công ty Twitter thay thế cho ông Elon Musk đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay thống đốc dân chủ của tiểu bang north carolina đã phủ quyết cái dự luật gọi là giới hạn về phá thai và có thể sẽ dẫn tới tình trạng mà nghị viện và hạ viện của tiểu bang này sẽ bỏ phiếu override tức là xóa bỏ quyền phủ quyết trong việc mà đối đầu thì thống đốc dân chủ của đảng của đảng dân chủ ở North Carolina là tuyên bố là ông đã veto tức là đã phủ quyết một cái dự luật đã được lưỡng viện quốc hội của tiểu bang North Carolina thông qua trong đó ban lệnh cấm tất cả các cái vụ phá thai và sau khi mà đã mang thai 12 tuần lễ và trước 1.000 nhân những nhân vật được xem là tranh đấu cho quyền phá thai và các cử tri tại một cái khu vực ở cái thủ phủ của tiểu bang này thì ông Roy Cooper cho biết là ông ta sẽ phủ quyết cái dự luật này bởi vì à, ông ta cho rằng dự luật này đã đi lại ngược lại với hiến pháp của tiểu bang North Carolina và việc phủ quyết này đã dẫn tới hàng loạt các lãnh đạo của đảng cộng hòa kiểm soát lẫn ở hạ viện lẫn thượng viện tuyên bố là họ sẽ thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu override tức là một cái cuộc bỏ phiếu tước quyền phủ quyết của ông à, đây được xem là cuộc đối đầu gay gắt giữa thống đốc đảng dân chủ và các thành viên của đảng cộng hòa kiểm soát lưỡng viện quốc hội của tiểu bang North Carolina. Trong đó gần như là đây là cuộc đối đầu gay gắt và ông Cooper được xem là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền phá thai đã có chờ tới tối ngày chủ nhật sẽ đưa ra cái cái lệnh phủ quyết này và trong đó ông ta đòi hỏi là tất cả những cái việc mà phá thai là phải được tôn trọng. Trong khi đó thì luật tiểu bang này hiện nay là cấm phá thai sau 20 tuần lễ mang thai. Tuy nhiên cái dự luật mới mà lưỡng viện quốc hội thông qua là có thể 12 tuần lễ sau khi mang thai là không được phép phá thai ngoại trừ những trường hợp loạn luân, hãm hiếp hay là có nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Lại một lần nữa, Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, lại nằm ở trên cái hàng tinh nóng bỏng hàng đầu, một trong những thành viên của quỹ ban giám sát tại Hạ viện là bà Marjorie Taylor Green đã lên tiếng nói với tờ New York Post vào ngày thứ bảy là bà mong muốn là những cô gái điếm ngoại quốc đã từng được sử dụng bởi Hunter Biden nên ra điều trần trước Quốc hội về tình trạng có thể đe dọa tới an ninh quốc gia hoặc là có tình trạng liên quan tới nạn buôn người. À, chúng tôi sẽ tìm cách à, tìm ra những phụ nữ này và nói chuyện với họ nếu như có thể được và có lý do chúng tôi cần đưa họ ra trước cái quỹ ban giám sát và họ có à, và họ tuyệt đối chúng tôi sẽ làm điều này đặc biệt là liên can tới vấn đề an ninh quốc gia. Bà Green đã nói với tờ New York Post và chúng tôi sẽ nói chuyện với lại chủ tịch của ủy ban là James Comer và chúng tôi sẵn sàng đi theo cái đường hướng này. Ủy ban hiện đang điều tra về tình trạng tài chính của gia đình Joe Biden với nước ngoài lúc mà ông Joe Biden còn là phó tổng thống ở dưới thời của ông Obama. Và theo tường trình của tờ Post cho biết thì bà Green đã được phép là sẽ có những cái uh, quan sát tất cả những cái hành động được xem là nghi ngờ và trong đó trong gia đình của Joe Biden bao gồm luôn cả vấn đề chuyển ngân và bà Green cho biết trong uh, là câu chuyện về uh, những cô gái điếm đã từng được ông uh, Hunter Biden thuê mướn bao gồm luôn trong cái uh, chuyển ngân trong ngân hàng và kể cả như chi trả cho những phụ nữ này uh, trong những cái thời, thời gian mà ông ta ở tại Ukraine hoặc ở Nga và họ là những người làm việc trong cái đường dây buôn bán tình dục đây được xem là một trong những cái tập tài liệu mà chúng tôi sẽ tìm hiểu từng người một từng công ty và kể cả cái công ty luật của hunter biden và cả cá nhân của hunter biden và cùng với một loạt những người khác trong gia đình của ông biden đặc biệt là liên quan tới những cô gái điếm đó là lời phát biểu của bà Green đưa ra và chúng ta phải đi hết tất cả những điều này và cho những cô gái uh, cho biết những cái cô gái điếm này tên tuổi địa chỉ uh, cái uh, ngày sinh cũng như số điện thoại và cái passport của họ bà Green đã đưa ra sau khi có bản báo cáo rằng cho rằng là khi mà Joe Biden uh, ông Hunter Biden đi ra nước ngoài luôn có hành động tìm cái điếm và trong trong đó thì họ chưa bao giờ được đến phía của tòa bạch ốc kể từ khi mà ông Joe Biden còn là phó tổng thống chúng tôi sẽ nói chuyện với họ đặc biệt là từ ở nga và ở ukraine chúng tôi sẽ kiếm ra họ và chúng tôi là họ là những người đã từng có cái mối quan hệ về buôn bán tình dục với lại Hunter Biden và họ có từng tới tòa bạch ốc hay không trong lúc ông Joe Biden còn là phó tổng thống và chúng tôi cần biết tất cả những chuyện này và họ phải họ phải ra lên tiếng và phải cho chúng tôi biết đây được xem là một trong những cái bước mới mà quỹ ban giám sát và trách nhiệm của hạ viện sẽ nhắm điều tra vào Hunter Biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay dường như cựu Tổng thống Trump sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 bất kể những cái chiến dịch pháp lý đang tấn công vào ông một nhà sử gia đã lên tiếng khẳng định Cựu Tổng thống Trump dường như sẽ trở thành tân Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, bất kể có những chiến dịch pháp lý đang nhắm vào ông. Đó là lời báo cáo của một nhà sử học gốc Scottish có tên là Neo Ferguson. Cuộc cái hành động thứ hai của ông Trump là không thể không xảy ra và nó càng rút càng nhanh hơn. Trên cái uh, trường hợp mà tôi quan sát, Ferguson được xem là một viên chức cao cấp của trường đại học uh, Stanford University Hoover Institute đã viết trên ngày 13 tây tháng 5 trong một cái, uh, một cái mục gọi là quan điểm. Và trong đó, Ferguson đã giải thích lý do tại sao mà ông Thắng trong lúc đang có những cái chiến dịch pháp lý nhắm vào ông. Tuy nhiên họ nói rằng những chiến dịch pháp lý này đều bị phản ứng ngược giữa lúc mà đảng dân chủ đang tìm cách sách nhiễu ông trump với những cái án lệnh trên tòa và những bản truy tố trên tòa họ muốn chống lại ông ta tuy nhiên càng làm thì họ càng làm cho ông ta trở nên nổi tiếng hơn và có được cái tư thế mạnh mẽ hơn trong cái việc mà truyền thông đưa tin và giới truyền thông gần như họ đưa tin bây giờ là hai chiều và ferguson nói thêm tất cả những bài bình luận và tất cả những cái giờ phút mà được phát hình về cái cuộc chiến pháp lý của ông càng làm cho ông ta trở nên nổi tiếng hơn và khiến cho những đối thủ của ông ta trong đảng cộng hòa không còn ai có thể chống nổi. Trong ngày chín tây thì chín tây tháng năm thì một bồi thẩm đoàn tại New York đã buộc Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm dân sự đối với một nhân vật nữ có tên là Jean Caron khi bà này cáo buộc Tổng thống Trump là có hành động hãm hiếp bà. Tuy nhiên thì tòa án tại đây đã bác bỏ cái án lệnh gọi là truy tố về hãm hiếp từ năm 1995 cho tới năm 1996. Trong đó thì bồi thẩm đoàn buộc bà Caron à, buộc bà ông Trump là phải có cái tiền bồi thường thiệt hại cho bà Caron tổng số tiền lên thẳng khoảng 3 triệu Mỹ Kim và trong đó gần như là nhắm vào cái việc mà bà đã bị phỉ bán đây được xem là một trong những cái vụ án mà họ nhắm vào ông Trump trong trường hợp khác thì ngày 4 tới tháng 4 một biện lý ở quận Manhattan đã truy tố tổng cộng tổng thống Trump 34 tội danh liên quan tới việc mà chi trả tiền cho một cô đào của ngành phim người lớn tuy nhiên thì ông Trump đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này. Đây được xem là những chiến dịch pháp lý mà phía của ông Ferguson, một nhà sử gia gốc Scottish đã chỉ ra cho thấy bất kể những điều này thì nó càng làm cho ông Trump nổi tiếng hơn và làm cho khối cử tri bắt đầu nghiêng về phía ông Trump nhiều hơn. Và gần như ông đã đánh bại ông Ron DeSantis 30 điểm 52.1 trên 22.9 theo tường trình của Ferguson cho biết. Và cùng một lượt thì cuộc bầu cử năm vào tháng 11 sắp tới thì dường như là Joe Biden không có một cái chiến lược nào rõ ràng và điều này cho thấy rằng là ông ta có thể thua cho ông Trump và ông Trump có thể trở thành tân tổng thống của Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử năm 2024. Đó là lời nhận định của sử gia gốc người Scottic có tên là Ferguson đã đưa ra nhận định như trên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới cựu tổng thống Trump ngày hôm nay với lời cảnh báo về lốc xoáy tornado. Tổng thống Trump đã phải hủy bỏ một cuộc rally tại Iowa và trong đó gần như là có một cái uh, cuộc rally lớn và mọi người đang háo hức chờ đợi ông. Cựu Tổng thống Trump loan báo là cái tình trạng cảnh báo về lốc xoáy có thể đánh vào khu vực của tiểu bang Iowa khiến cho ông đã phải hủy bỏ một cuộc rally ở ngoài trời vào ngày thứ Bảy, ba, 13 tây tháng 5. À, trước một giờ trưa ở theo cái giờ của ở miền trung Hoa Kỳ thì à, cơ quan về đặc trách về khí hậu quốc gia đã đưa ra một lời cảnh báo về à, lốc xoáy có thể đánh qua nhiều khu vực quận hạt của Iowa à, bao gồm Port County nơi mà cựu tổng thống Trump chuẩn bị tổ chức một cuộc rally à, trong đó à, nằm ở khu vực gọi là một cái à, bãi à, đất lớn và à, lệnh cảnh báo về lốc xoáy này vẫn còn à, ảnh hưởng cho tới 7 giờ chiều cùng một lượt thì ông trump đã dự tính là sẽ phát biểu với lại à, các à, người ủng hộ của ông tuy nhiên thì à, lời phát biểu này đã bị hủy bỏ và ông trump đã xuất à, hủy bỏ sự xuất hiện lúc 4 giờ chiều loan báo k đưa ra trên cái trang tru Social. ông nói rằng là station à, chúng tôi sẽ tái um, lập lại cái lịch và uh, tất cả mọi người phải nên an toàn đó là một trong những cái cái, cái uh, lời của ông nói trên trang chu so và đây được xem là một trong những cuộc rally lớn để vận động cho cái uh, chiến dịch tranh cử năm 2024 vào hôm thứ tư sự xuất hiện của ông trên đài truyền hình CNN đã tạo ra một phản ứng tốt cho khối cử tri Âu ôn hòa cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân Chủ và đã dẫn tới sự nổi giận của nhóm được xem là cực tả ở trong đảng Dân Chủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Philippines đã bắt đầu đặt những cái phao chủ quyền dọc theo cái vùng đặc quyền kinh tế của họ trên biển Đông và ở quần đảo Trường Sa trước sự bất hại của trung quốc philippines cho biết họ đang tìm cách gọi là xác định tất cả chủ quyền của họ bằng các cái phao chủ quyền được đặt ở trên vùng đặc quyền kinh tế của họ nằm ở khu vực quần đảo trường sa tại biển đông theo tường trình của một phát ngôn viên lực lượng tuần tra của philippines đã đưa ra vào ngày chủ nhật bước này là bước quan trọng Nhằm đối phó lại với sự bức hại của đảng Cộng sản Trung Quốc à, Và Tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr Đang tìm cách theo đuổi một mối quan hệ ấm áp hơn Và các thỏa ước đồng minh với Hoa Kỳ Và lực lượng tuần duyên Philippines cho biết Họ sẽ thành lập ít nhất là 5 khu vực À, nằm ở trong vùng đặc quyền kinh tế của từ ngày 10 cho tới ngày 12 tây ở những khu vực này nằm trong 200 dặm tức là 322 km ở à, cái chu vi của nó và nó bao gồm luôn cả à, Washington Rift tức là một bãi cạn Washington nơi mà đang có hàng trăm chiếc tàu à, ngư dân quân ngư phủ của Trung Quốc đã bắt đầu à, xâm nhập ở đây từ năm 2021 và đây được xem là sự nhấn mạnh của Philippines và trong đó bảo đảm cái quyền tự do hàng hải ở trên cái là vùng đặc quyền kinh tế của Philippines một trong những phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Philippines đặt cách về khu vực ở biển đông và Trường Sa đã tweet trên Twitter trước đó thì đại tòa đại sứ Hoa Kỳ ở à, của Trung Quốc đã không lên tiếng nói về chuyện này tuy nhiên vào tháng 5 năm 2022 lực lượng tuần duyên của Philippines cũng đã cho ít nhất là đặt cái phao chủ quyền ở bốn đảo nằm trên quần đảo Trường Sa Trung Quốc vẫn cho rằng toàn bộ khu vực này là lãnh hải của họ. Trong khi đó thì Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đồng thời cũng đã có chủ quyền ở trên quần đảo Trường Sa. Và Bắc Kinh thường cho những cái tàu dân quân ngư phủ của họ bức hại các quốc gia lân bang có tranh chấp trên khu vực này. Đây được xem là một hành động mới nhất của Philippines nhằm bảo đảm chủ quyền và khẳng định là việc đường biển có thể sẽ có những cái đối phó với lại của sự bức hại của các tàu hải giám và các tàu dân quân ngư phủ của Trung Quốc. Đặc biệt là trong cái vùng biển của Philippines, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á châu ngày hôm nay, EU tức là liên hiệp Âu châu đã nhóm họp và thảo luận về cái chiến lược Indo-Pacific cũng như cái chính sách này. Tuy nhiên, hai quốc gia then chốt thì lại không có mặt trong cái phiên họp này. Bản tin mới nhất cho biết thì 60 bộ trưởng của các quốc gia dọc theo tuyến đường Indo-Pacific và liên hiệp Âu châu sẽ nhóm họp đã nhóm họp tại Stockholm vào hôm thứ bảy để tranh luận về các cái vấn đề liên quan tới biển Đông và an ninh ở trên eo biển Đài Loan. Tuy nhiên hai quốc gia được xem là tâm điểm của vấn đề này đều không có mặt đó là trung quốc và đài loan à, trung quốc chưa bao giờ tiếp cận với bất kỳ một đối tác nào trong cái khung làm việc về indo pacific và đương nhiên họ sẽ không có mặt đó là lời phát biểu của một viên chức của liên hiệp âu châu đưa ra à, tại, với lý do tại sao họ không mời trung quốc mặc dù là trung quốc có dính líu tới cái khu vực của á châu thái bình dương trong khi đó đài loan thì lại bị loại trừ ra cái khuôn khổ của Liên hiệp Quốc do đó thì họ lại không nằm ở trong cái gọi là Indo Pacific uh, Forum tức là một cái diễn đàn của dọc theo Indo Pacific đây được xem là một trong những cái diễn đàn mà phía của Âu Châu Liên hiệp Âu Châu sẽ thảo luận về tất cả những vấn đề an ninh trên biển Đông cũng như vấn đề an ninh trên eo biển Đài Loan đây là cái cuộc uh, thảo luận đầu tiên kể từ khi mà nga mở cuộc chiến xâm lăng tại Ukraine và trở thành một trong những cái uh, chính sách đối ngoại và đặc cách về vấn đề gọi là cái tuyến đường Indo-Pacific ở tại Á Châu Thái Bình Dương trong năm nay thì phía Liên Hiệp Âu Châu đã lên tiếng và nói rằng trường hợp của Ukraine và trường hợp của Đài Loan là hai trường hợp tương tự như nhau và nó có thể sẽ dẫn tới một cái thảm họa nếu như bùng nổ một cái cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan và Trung Quốc đã không được mời tham dự vào trong cái uh, Cuộc thảo luận và diễn đàn này của 60 bộ trưởng ở dọc theo tuyến đường Indo-Pacific và Đài Loan lại không được mời bởi vì họ không phải là một vai trò của một quốc gia được thừa nhận bởi Liên Hiệp Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của à, Trung Quốc ngày hôm nay rất nhiều thành viên ở hạ viện lẫn thượng viện của Canada đã có một cái nhìn quan điểm khác tuy nhiên tự Chung họ đều chống lại tất cả những cái hành động Bắc Kinh đã đe dọa tới các cái thành viên trong nghị viện của Canada. Việc này đã diễn ra sau khi mà đại sứ của Trung Quốc là Giao Huy, người đã lên tiếng và đe dọa tới một nghị viên của Canada là Michael Chong và đe dọa gia đình của ông ở tại Hồng Kông trong năm 2021, đã dẫn tới việc Hạ viện đã thông qua một cái nghị quyết ngày 4 tháng 5, trong đó là sẽ chặn đứng tất cả những cái trò gọi là đe dọa từ phía Bắc Kinh nhắm vào các công dân Canada và các vị dân cử của Canada và cái motion này, tức là cái nghị quyết này đã được thúc đẩy bởi một nghị viên của Hội đồng Lập pháp là Michael Cooper, người đã kêu gọi chính quyền liên bang là ngay lập tức trục xuất các nhà ngoại giao của Trung Quốc để tránh tình trạng mà họ đe dọa tới cá nhân và thân nhân của những người làm trong quốc hội. Đây được xem là một trong những cái phản ứng mạnh của cả Thượng viện lẫn Hạ viện của Canada ngay sau khi mà đại sứ của Trung Quốc đã đe dọa tới thân nhân của nghị viên Michael Chong ở tại Hồng Kông. Và điều này đã dẫn tới việc Canada trục xuất nhà ngoại giao này của Trung Quốc. Và ngược lại, Trung Quốc cũng đã trả đũa và trục xuất một số những nhà ngoại giao của Canada tại Thượng Hải. Đây được xem là cuộc đối đầu gay gắt giữa phía Trung Quốc và Canada trong việc mà Trung Quốc đang tìm cách thao túng nền chính trị, kể cả nền chính trị địa phương tại Canada. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và Canada ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, những người Đài Loan mua những cuốn sách chống Đảng Cộng sản bất ngờ lại nhận những cú điện thoại từ cái hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một phụ nữ đã mua một cuốn sách nếu Trung Quốc tấn công và cái đây là một trong những cái cuốn sách hướng dẫn cho người dân Đài Loan có thể ẩn trốn nếu và trốn bom hoặc là đi lánh nạn nếu như mà trường hợp Trung Quốc tấn công đảo quốc Đài Loan thì bất ngờ Bà đã nhận được những cú điện thoại vào ngày thứ Bảy Để mà à, thực hiện cái chương trình tuyên truyền Của đảng Cộng sản Trung Quốc Trong đó thì à, người, người phụ nữ này có tên là Yang Xingzhu Vốn là à, phó giám đốc của một tổ chức Gọi là non-profit Tức là một tổ chức bất vụ lợi Có tên là Here I Stand Project Và trong đó thì à, cô cho biết rằng là cô đã mua được cái cuốn sách này và trong đó thì cô đã viết vào ngày thứ bảy trên trên cái trang mạng xã hội lúc 3 ba giờ 30 và đã có hai cú điện thoại lạ lạ với cái số là code là cộng 28 trong lúc 7 giờ tối và những cái cú này cái đến cú thứ hai cô bắt lên và giọng của một người phụ nữ bắt đầu là có những cái uh, tông rất là mà khác biệt và cô đã viết như trên và trong đó gần như là họ bắt đầu có những cái chiến dịch gọi là tuyên truyền và áp đảo cũng như đe dọa tới người dân Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái chiến dịch mới mà Trung Quốc đã lợi dụng cái uh, uh, thị trường sách và thị trường social media để lấy thông tin và số điện thoại của người những người dân của Đài Loan để bắt đầu gọi điện thoại đe dọa hoặc là mở chiến dịch tuyên truyền cho nhà nước cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Đài Loan ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, cuộc bầu cử của Thái Lan đã kết thúc và trong đó theo dự tính thì đảng đối lập là Phil Thai đã gần như dẫn đầu và con gái của ông Sinawatra có thể trở thành tân thủ tướng của Thái Lan. Số lượng những người Thái Lan đi bầu khá đông trong ngày Chủ nhật và trong đó gần như là sau 8 năm dưới quyền của ông Prayuth, lần đầu tiên à, khi mà ông ta đã chiếm quyền lực từ năm 2014 sau một cuộc đổ đảo chánh. Giờ đây thì ông ta đã bị à, chống lại bởi con gái của một nhà cựu chính trị và được xem là một trong những đối thủ của ông ta các cuộc thăm gia các cái phòng phiếu đã đóng lại vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương trên toàn quốc gia ở khu vực à, được xem là Vương quốc ở Đông Nam Á. À 9 giờ đồng hồ sau khi mà các cử tri đã bắt đầu ở 95.000 cái thùng phiếu trên toàn quốc à, đã được đóng lại và người, trước đó thì ủy ban bầu cử cho biết là số lượng phiếu turnout lên tới 80% và kết quả vẫn chưa được công bố vào chiều tối ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, dự tính là đảng đối lập sẽ chiếm rất nhiều ghế ở trong cái nghị viện của Thái Lan. Và đảng đối lập chính là Phil Thai Party, dẫn đầu bởi cô Park Tham Sinawatra, con gái của nhà lãnh đạo lưu vong trước đây của Thái Lan là ông Thaksin Sinawatra và mở rộng cho thấy là cô ta sẽ thắng và kể cả đảng của cô ta tức là Phil Thái Party có thể sẽ chiếm nhiều ghế trong tổng số 50, 500 ghế của Hạ viện Thái Lan. Hôm nay là một ngày rất là tốt lành, tôi rất là có một cái năng lượng tích cực về chuyện này. Năm nay mới 36 tuổi, cô đã nói với các thông tin viên ở bên ngoài cái Bangkok khi mà cô bắt đầu đi bỏ phiếu. Và đây được xem là một trong những cuộc bầu cử khá là sôi nổi tại Thái Lan và cô con gái của ông Shinawatra mới có 36 tuổi mà thôi. Và ông Shinawatra thì đang bị sống lưu vong ở bên ngoài sau khi mà có cái cuộc lật đổ chính quyền của ông ta và kể cả em gái của ông ta là Jinju Shinawatra sau khi mà những người này đã bị cáo buộc những tội danh bởi phe đối lập. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Thái Lan ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.